Sau đây là 10 quỹ đầu tư crypto thuộc Tier 1. Nếu mà các bạn thấy dự án nào được đầu tư bởi những quỹ sau đây thì khả năng cao là độ uy tín và chất lượng của dự án đấy sẽ ổn áp. Đầu tiên là Paradigm. Paradigm là quỹ lớn nhất nhì crypto và danh mục đầu tư đa dạng bao gồm MakerDAO, Keep Network, Fractional, FTX, DYDX, YIM, Compound, Atom, v.v. Số 2 là A16Z. Danh mục đầu tư của A16Z khá khủng, bao gồm MakerDAO, Near, Phantom, OpenSea, Keep Network, Celo, Definity, v.v. Số 3 là Multicoin. Danh mục đầu tư của Multicoin bao gồm có 98, Definity, Keep Network, Alpha Finance, v.v. Số 4 là Three Arrows Capital. Three Arrows Capital là một quỹ lớn và cũng rất năng động trong việc đầu tư vào các dự án, có thể kể đến như FutureSwap, KeeperDAO, DH, Bonfida, Balancer, AV, v.v. Số 5 là Polychain. Danh mục đầu tư của Polychain cũng bao gồm những dự án lớn như Manta Network, Asala, Orca, Yellowcard, Avalanche, D-Tray, v.v. Số 6 là Union Square. Union Square Ventures là một quỹ đầu tư lâu đời với khẩu vị đầu tư vào những dự án hoặc là những công ty crypto lớn, ví dụ như Multicoin Capital, Polychain hay là Oregon, DApp Labs hay là Dune Analytics, v.v. Số 7 là Binance Labs. Chắc là không cần nói nhiều về độ uy tín của Binance Labs và khẩu vị đầu tư của Binance cũng rất là đa dạng, bao gồm những dự án như là Chili's, Dodo, Harmony, Axie Infinity, One Inch, Serra, v.v. Số 8 là Electric Capital. Portfolio của Electric Capital cũng khá là đa dạng và bao gồm những dự án ấn tượng, ví dụ như Mana Protocol, Definity, Coilis, Celo, DYDX, Near, Octopus Network, v.v. Số 9 là Blockchain Capital. Blockchain Capital là một quỹ lớn và có tiếng trong thị trường crypto. Danh mục đầu tư cũng khá đa dạng, có thể kể đến như OpenSea, OneInch, AV, Definity, Filecoin, Nexus Mutual, v.v. Và số 10 là Coinbase Ventures. Cũng giống như Binance Labs, chắc là không cần nói nhiều về độ uy tín cũng như là có tiếng của Coinbase Ventures trên thị trường crypto. Danh mục đầu tư có thể kể đến như Saffron Finance, UMA, Nails Finance, Keep Network, BlockFi, Etherscan, Compound, v.v. Mình sẽ lấy ví dụ một số dự án đã được list trên sàn Binance mà được đầu tư bởi một trong những quỹ trên đây nhé. Dự án đầu tiên là Celo với market cap đang gần 2 tỷ ba rồi, và backers của Celo cũng gồm có những quỹ lớn ví dụ như là A16Z, Polychain, Coinbase, v.v. Ví dụ số 2 là Chainchess với market cap là hơn 140 triệu đô với những quỹ lớn đầu tư như là Three Arrows Capital, Spartan hay là Binance Labs. Ví dụ số 3 là Bonfida với market cap hiện tại là cũng hơn 411 triệu đô rồi, và Bonfida được đầu tư bởi Spartan, Three Arrows Capital hay là Alameda Research, v.v. Ví dụ tiếp theo là Keep Network với market cap là hơn 391 triệu đô và những nhà đầu tư cho Keep ví dụ như Paradigm, Polychain, Fabric Ventures, v.v. Hy vọng qua video này chúng ta cũng đã biết tên của một số quỹ đầu tư crypto lớn cũng như là có thêm thông tin khi mình research về dự án để đầu tư nhé.